đây là khủng long màu hồng chúa, màu xanh lá cây nha anh chị các bạn, màu xanh lá cây. Một lốc như thế này nó 12 con. 2 4 6. Chiều dài nó khoảng cỡ một gang tay là 2 cm. 2 4 6 60 ha, 60 nó khoảng tầm 70 cm chị bạn. 2 tầm khoảng 30 lòng gì đó. Anh chị và bạn chụp ảnh lại ha. Chụp cái màn hình lại. Sau đó mình truy cập vào những cái trang thương mại điện tử trên mạng á, Shopee, Lazada, Tiki gì đó. Shopee, Lazada, Tiki sàn đỏ vậy đó. Rồi anh chị tải hình ảnh lên để cho cái hệ thống Shopee tra nhanh hơn thì mình sẽ tìm cái sản phẩm này về bán. Màu mã nào bán được thì lấy về bán. Còn những hình ảnh này thì mình đã chụp rồi, mình còn không thì anh chị bạn vào cái trang web trầnsangtỏ.com ha. Rồi anh chị và các bạn vào cái danh mục là bong bóng hao, rồi tìm đến cái sản phẩm hình ảnh này, rồi tải hình ảnh đó về. Mình có thể đăng lên những trang thương mại điện tử khác bán. Hai màu, màu hồng, màu xanh, cho cứu hộ mới ha.